Nhưng mà yêu đơn phương cũng có cái hay của riêng nó, không phải khổ sở như lúc cả hai yêu nhau thật đâu. Nhưng mình quyết định, từ hôm nay trở đi mình sẽ không yêu đơn phương nữa. Mình đã là nhân viên chính thức rồi. Lúc đầu mình đến Thượng Hải chẳng phải là vì công việc sao? Cho nên mình quyết định, từ hôm nay trở đi, ngoài công việc ra, mình sẽ không nghĩ đến bất cứ thứ gì khác nữa. Tốt quá rồi, cuối cùng thì mình cũng đã nói ra được hết những suy nghĩ trong lòng. Thật là thoải mái. Chúng ta cạn ly. Vì ước mơ của chúng ta. Cạn ly, cạn ly. Được rồi, cứ làm như vậy. Xin chào. Kỳ soái à, tôi mang cà phê cho anh nè. Cảm ơn. Cô ngồi đi. Dạo này cô thế nào rồi hả? Dạ rất tốt. Phong Đăng vẫn chưa về. Hả? Sao anh lại nhắc đến chủ tịch vậy? Kỳ soái ạ, tôi thật tình mà nói, mấy ngày nay cuộc đời tôi có một bước ngoặt lớn. Tôi đã có một quyết định rất quan trọng, đó là từ nay về sau tôi sẽ không đơn phương yêu anh nữa. Trước đây gây phiền phức cho anh, tôi thành thật xin lỗi. Tiếc xăm xa mà. Nói thật lòng là tôi rất thích con người của cô, nhưng mà chỉ thích thôi, không phải yêu. Cô hiểu không? Dạ hiểu, đương nhiên là hiểu rồi. Nhất là mấy ngày này tôi lại càng hiểu rõ. Cảm ơn anh đã nói thẳng thắn với tôi như vậy. Nhưng cho dù có như thế nào thì trong lòng của tôi, từ giờ trở đi anh mãi là thần tượng, không yêu đương gì hết. Anh đừng bận tâm nữa. Thật ra khi cô từ bỏ một cái cây không thuộc về mình, cô sẽ phát hiện ra có cả một rừng cây đang đợi cô đó. Cảm ơn lời chúc của anh nha. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Trong thời gian này tôi sẽ tự yêu bản thân của mình nhiều hơn. Vậy thôi, tôi đi làm việc nha. Tạm biệt anh. Anh tạm biệt. Tiếc xăm xa, cố lên, nhất định sẽ làm được. Cố lên, cố lên, cố lên. Tôi về rồi đây. Về thôi, về rồi, rồi. Về thôi, về thôi. Nè, xăm xăm tôi về nha. Tạm biệt, tạm biệt mọi người. Tạm biệt con Lan lên. Về chúng ta về nha, tạm biệt. Tạm biệt, chúng ta về nha. Khoan đợi đã, tối nay chúng ta đi đâu vậy? Đi xem ca nhạc nha. Được đó, được đó. Chúng ta đi nha Sam Sam. Tạm biệt cô. Tạm biệt. Tôi sẽ về sau. Tạm biệt. Mấy hôm nay mình không cần đến phòng làm việc của chủ tịch ăn cơm, cũng không nghe thấy lời đồn đại gì nữa. Lệnh cấm yêu thật có tác dụng. Thank you.
thì mình cũng có thể lấy lại được cảm giác nhẹ nhàng. Đây là cuộc sống mình mong muốn khi mới đến Thượng Hải. Cô bé Lọ Lem đã tỉnh lại từ giấc mơ, nhưng không có hoàng tử, không có xe ngựa, cũng không có giày thủy tinh. Nhưng mà cảm giác tự bước đi trên đôi chân của mình thật là tốt. Hả? 11 giờ rưỡi rồi. Sao thời gian trôi nhanh dữ vậy? Đêm nay là giao thừa rồi, hay mình cứ xa xỉ một chút, đi taxi về một bữa. Nhưng mà bây giờ cảnh đêm ở Thượng Hải đẹp quá đi à. Thật không ngờ giao thừa đầu tiên mà mình đón là ở Thượng Hải là yên tĩnh như vậy. Là chủ tịch. Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi không có ý. Tôi nghĩ đêm nay không có ai đến nên tôi mới ra đây. Tôi không cố tình làm phiền đến chủ tịch, xin lỗi. Đếm người kia. À, năm mới đến rồi. Chúc mừng năm mới. À, nhìn kia. Tóc hoa đẹp quá chị chủ tịch. Anh nhìn đi. Trước đây mỗi lần đón giao thừa, tôi đều ở đây xem pháo hoa một mình. Cảm giác không chân thật chút nào. Đây là đang nằm mơ sao? Không đúng. Lẽ nào chuyện cổ tích là có thật? Đây mới là phiên bản thực sự của cô bé Lọ Lem. Chủ tịch à, tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố tình anh đang xem pháo hoa chung với anh đâu. Tôi cũng không cố ý xâm phạm không gian riêng tư của anh. Cho tôi xin lỗi chủ tịch. Bây giờ tôi sẽ đi liền.